À, con sông này là nó chảy từ tính túc về đúng không? Nó chảy từ Hôm nay nó làm quặng rồi nên đất đất nó túc mới về. Nên đỏ này, nên này nước nó mới nên đỏ này nhỉ. và nên nên chảy từ túc về. Như thế này là chắc là không có cá sống rồi. Nhưng Thế mà nữa. hôm nay trong làng của chú mấy ông quăng chài nó lại được ấy. Nhưng mà nước xanh này được, nước vàng này có không? À, có nhưng mà quăng chài bây giờ. Đây là con sông chảy qua xã Minh Thanh, huyện Ninh Bình. Đây là nó bắt nguồn từ cái tính Túc ấy. Nhìn cái dòng sông. À, hôm nay là bây giờ Cái này nó rửa quặng tận tính Túc luôn á. chắc là từ trên thì xuống trên thị trấn Nguyên Bình đấy nữa. Trên thị trấn Nguyên Bình nhá. Ô đỏ. Đục ngầu hết rồi nhỉ. Với lại người ta xả về nhiều đúng không? Trời ơi, cái này đục này chắc là không có cá sống rồi nhỉ. Đây có một chú người ở đây ấy, ra nó mới cùng nói chuyện. Chảy như là mùa mùa nước lũ ấy nhỉ. Cái này có mưa gì đâu mà nhìn ghê gớm thế. Cái bên khe bên kia là nước xanh xanh nó chảy về nhỉ. Cái này là người ta xả về á, tận cái hồ Tính Túc kia. Cái này người ta rửa quặng rồi nhỉ, hay là làm gì mà ghê thế, nhiệt đỏ. Thế này thì chả con cá nào sống được đâu. Nước này là từ mỏ Tính Túc chảy về đây. Cả tuần nay trời không mưa nhưng mà nhìn giống như là mùa nước lũ ấy. Cảm tưởng giống như trượt chân ở đây là đi luôn đấy. Giống như là trượt chân ở đây là mình. Nhìn đây cảm giác cũng sợ. Nếu cái trên mỏ ấy mà nhiều thế nhỉ? Nhỉ. Nước chảy này, con sông này thì chả có con cá nào tồn tại rồi. Nếu mà nước mưa tự nhiên thì nó lại khác đúng không?